Vậy là đến với kênh của cô bé xí sợn. Mọi người ơi, mọi người có khỏe không? Lâu lắm rồi mọi người không có gặp cô bé xí sợn đúng không? Mọi người biết không, hôm nay cô bé xí sợn mới dám lộ diện là bởi vì hổm rày thời tiết thay đổi, cô bé xí sợn bị dưỡng thời tiết cái mặt nổi mẩn ngứa tùm lum tà la, hôm nay phải ngụy trang đó. Thấy môi đỏ má hồng nhìn xinh đẹp vậy thôi, thực ra nhìn cướp lắm, cho nên là cũng quay có xài app đó để cho nó đẹp đẹp tí xíu cho mọi người thông cảm nha. Hôm nay xí sợn chia sẻ với mọi người một cái video là xí sợn có một số cá khá là nhiều nha mọi người. Đây bây giờ để cho mọi người xem nha, khoe với cả nhà nha. Hôm nay xí sợn được một cái anh tây cho một cái thùng cá nhiều lắm mọi người, nhưng mà không có lấy về hết. Cho nên là cái này là cá họ đi câu nha. Đi câu về nhà họ cho rất là thích luôn, mình rất là thích cá, cho nên là nhưng mà nhiều quá, to nặng quá, không sợ là ăn không hết, cho nên là chỉ lấy mấy con thôi à, mà rất cá rất là bự. Đây là một cái con cá nè mọi người nè, một gan tay nè, hai gan tay, ba gan tay nha mọi người. Oh my cá God, thiệt là to bự luôn. Bây giờ mình sẽ mở bao ra nha. Mình cho được nguyên một thùng luôn đó, nhưng mà tại vì mình không có lấy hết là tại vì có mấy con cá chép đó. Trời ơi, con cá chép to lắm, thích lắm, nhưng mà sợ là ăn không kịp, rồi làm không hết, không biết làm, có mình xí sợn làm thôi. Cho nên là bây giờ mình cũng làm cá đại thôi, nhưng mà muốn làm cho nó sạch sẽ rồi mình chia ra thành từng bịch rồi mình ăn đó. Đây cả nhà, nhìn con cá coi đã chưa. Nhìn thiệt là thú vị luôn. Con cá này thì mình không biết gọi nó là cá gì, nhưng mà mình nghĩ nó giống như con cá chẽm ở bên Việt Nam á. Mình nghĩ nó là như vậy cho nên không biết thực tế nó là con cá gì luôn. Đó, cả nhà thấy không? Béo ú không? Bên đây còn một bên. Thank you.
Thank you.